Xe đò là những ký ức tuổi thơ êm đềm mỗi khi hè về, hay nhà có việc về quê. Chính nhờ xe đò, trước năm 1975, khi về quê, tha hồ ngắm cảnh, lúa xanh rì, bát ngát, cò bay thẳng cánh. Cảnh người nông dân lơm khơm, cháy gặt lúa, xa xa những vườn cây nặng trĩu. Cảnh dòng sông xuôi ngược thuyền, bo bo, chở đầy hàng. Ngày nay xe đò ít lắm, thay vào đó xe tốc hành đời mới, chạy trên đường cao tốc, nhanh thì có nhanh, nhưng thả hồn theo cảnh hai bên đường thì có phần ít hơn. Xe không chạy trên sông, năm bộ sông nước chằng chịt. Ngày xưa phương tiện đi lại chủ yếu là bằng đò, bằng ghe. Cho đến thập niên 30, người Pháp thành lập vài hãng xe chở khách đi miền Tây. Thời ấy đường bộ chưa phát triển, xe đến bến khách phải chuyển tiếp bằng đò, nên người ta thường gọi là xe đò cho tiện. Nghe vậy thôi, sau này tôi tìm hiểu thêm một chút thì được biết rằng người Bắc gọi xe đò là xe khách hay là xe ca, còn người miền Trung thì gọi xe đò giống như người miền Nam. Một số người giải thích vì hầu hết các chủ xe đi miền Trung là người Sài Gòn, nên xe đò trở thành phương ngữ chung cho tiện. Và rồi câu chuyện sôi nổi hơn khi nhà văn nhắc tới kỷ niệm thời học sinh trung học. Đi xe đò từ Rạch Giá về Cần Thơ mà ông có nhắc lại trong tập hồi ký Sơn Nam. Hồi ký viết rằng, tiền xe từ Rạch Giá đến Cần Thơ là 1 đồng 2, 120 cây số. Nhưng nhỏ tuổi như tôi thì tốn chỉ có 6 cắc, nên lên xe ngồi để người phụ xếp sắp đặt chỗ ngồi cho gọn, khép nép. Xung quanh xe là nhiều người giao hàng để tìm khách hàng ăn buổi sáng, vì buổi trưa mới tới Cần Thơ. Tôi còn nhỏ, ba tôi cho riêng tôi 2 cắc, rất tuổi thân, vì trong khi ấy gia đình khá giả, dám trả 1 đồng 2, dành 2 chỗ cho trẻ con ngồi rộng rãi hơn, lại dành cho con một cái bánh bao to để ăn dọc đường. Xe khách bóp còi inh ỏi, chạy vòng quanh để tìm kiếm khách. Nhưng điều thú vị nhất là ông kể, hồi thời kỳ đầu, xe đò do người Pháp làm chủ, toàn là xe nhỏ, chở khách chừng hơn 20 người. Nhưng chỉ một thập niên sau, người Việt mình giàu có, tham gia mở công ty lập hãng, nhập cảng máy, khung gầm từ châu Âu, châu Mỹ, đóng thùng thành xe đò, loại lớn, chở hơn 50 hành khách, cạnh tranh ác liệt trong giai đoạn đường bộ được mở rộng và phát triển đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Giao thông kết nối khắp nơi, nhu cầu đi lại của người dân càng cao, tạo thành thời vàng son của xe đò. Chiến tranh Đông Dương nổ ra, Nhật vào chiếm miền Nam, xăng dầu khan hiếm, bị giám sát chặt chẽ, ngành xe đò suy giảm, một số hãng xe hoạt động cầm chừng và phải thay đổi nhiên liệu cho xe hoạt động. Trần Nam kể, xe ô tô chở khách phải dùng ga, hiểu là than củi tràm, bỏ vào cái thùng tròn đặt bên hông phía sau xe. Trước khi cho xe nổ máy thì quạt cho than tràm cháy, hơi ga ấy bị đốt, gây sức ép cho máy xe chạy, gọi là autogen, theo mô hình của kỹ sư Thịnh Hưng Ngẫu chế tạo ở Sài Gòn. Xe đò Sài Gòn xưa, hình ảnh những chiếc xe đò nhỏ chạy bằng than đốt trong cái thùng phía sau xe được lặp lại từ những năm 1975 đến những năm 1985. Chắc người Sài Gòn tuổi trung niên trở lên sẽ biết rõ điều này. Tôi từng đi loại xe sử dụng nhiên liệu này. Mỗi lần chui vào cửa xe phía sau là đều phải cẩn thận với cái thùng than cháy nóng được treo dính ở đuôi xe. Thường thì người ta chỉ cải tiến xe đò lỡ, tức là loại xe Renault cũ từ những thập niên 1950. Tuy giới lái xe gọi là xe đò hỏa tiễn, nhưng nó chạy chậm hơn xe chạy xăng hoặc dầu. Có lúc xe chạy y a y ạch khi than cháy không hết, lơ xe phải dùng thanh sắt mở lò đốt gợi than, hoặc thỉnh thoảng gặp đường vòng ốc, than văng ra khỏi cửa thông không khí,
Lướt xuống đường cháy đỏ rực, vô phúc do chiếc xe đạp nào chạy phía sau tránh không kịp, cán phải lớp xe. Xe đò hỏa tiễn chạy những đường ngắn như là Sài Gòn đi Long Khánh, Chợ Lớn đi Cần Giuộc hay đi Gò Công, Sài Gòn đi Long An. Còn xe đò dài vẫn chạy bằng xăng dầu nhưng không còn nhiều như trước. Trên mui phía đầu xe thường có thùng phin nước dùng để làm nguội máy. Kế tiếp là nơi chở hàng hóa, xe gắn máy, xe đạp cho khách buôn chuyến và khách đi tỉnh xa. Tôi còn nhớ mãi lần đầu được đi xe lô về quê bên ngoại ở Càn Long, Trà Vinh. Năm đó tôi 9 tuổi, đi cùng với người anh bà con. Xe lô có bãi xe ở bến Bạch Đằng và bến Trương Dương. Bãi xe lô hay nhiều bãi xe đò khác khắp nơi trong thành phố Sài Gòn Chợ Lớn đều nằm hai dãy dọc trên đường phố. Phòng vé là một cái quầy hay một cái bàn gắn tấm biển to đề tên từng hãng xe chạy lộ trình nào. Riêng xe lô không cần bán vé, khách đến bãi xe còn chỗ trống thì cứ lên, đủ người thì bắt tài chạy. Loại xe này thì gọi đúng tên là location. Sơn màu đen, kiểu xe ô tô chở chừng 7-8 người, nhưng bác tài cố nhét thêm vài hành khách. Xe lô chạy nhanh hơn xe đò vì không bắt khách dọc đường, không lên xuống hàng hóa cồng kềnh, lại có khi qua cầu tạm, không cần bắt hành khách xuống quốc bộ. Để gió lùa vào cho hỉ hả đám hành khách ngồi chật cứng như nêm, lại thêm giỏ sách, túi bị, vali lỉnh khỉnh. Bác tài mở cửa sau, vung lên cột chặt lại. Người ngồi phía sau ngó ra đường phố. Xe chạy ra khỏi Phú Lâm, nhìn cảnh đồng lúa xanh tươi hai bên đường, lòng cảm thấy phơi phới. Mặc dù lâu lâu tôi phải nhấc mông trở cẳng vì bị ngồi bó gối. Nói là đi xe lô thì hành khách không cần xuống quốc bộ qua cầu tạm, chứ lần đó tôi vẫn phải quốc bộ như bao chuyến xe đò khác. Tôi mới ca cẩm, xe lô cái nỗi gì, có mà xe lô ca chân, theo lời hát của một tuồng cải lương trên truyền hình. Sau năm 1968, cuộc chiến ngày càng ác liệt, cầu đường nhiều nơi bị gài mìn phá hủy, có nơi phải dựng cầu tạm, đầu cầu có đặt trạm kiểm soát của quân cảnh hay là cảnh sát. Đường về Trà Vinh chỉ có hơn 160 cây số, mà qua mấy chục cây cầu lại phải chờ phà Mỹ Thuận. Đi xe lô cho được nhanh mà đến nơi phải mất 5-6 tiếng đồng hồ, huống hồ chi hành khách đi miệt Hậu Giang, Cà Mau, xuống tới bến xe còn phải đón xe đò về nhà cùng ở U Minh, Biệt Thứ, mất cả ngày đường. Chỉ có xe thư tức là xe đò làm nhiệm vụ giao nhận thư từ bưu phẩm chuyển cho bưu điện tỉnh mới được ưu tiên, không phải lụy phà hay bị cảnh sát sát hỏi. Bây giờ xe đò tiến bộ hơn nhiều, xe có máy lạnh, ghế nằm thoải mái cho khách đường xa, duy chỉ không có phòng vệ sinh trong xe, lại còn được tặng thêm nước uống, khăn ướt lau mặt. Xe chạy nhanh nhờ có cầu qua hai bên con sông Sông Tiền và sông Hậu. Tôi ngồi xe Mai Linh chạy một vèo tới chợ Cà Mau chỉ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nếu không kể đến các loại xe dù bắt khách dọc đường thì xe đò là phương tiện đi đường xa tương đối rẻ tiền. Trước năm 1975, xa cảng miền Tây là bến tập trung các loại xe đò đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó có bến xe Chợ Lớn để đi Cần Giuộc, Gò Công, Lý Nhơn. Về sau bến xe này gộp lại với xa cảng miền Tây, mở thành bến xe miền Tây nằm trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Còn bến miền Đông dành cho các xe đi tỉnh miền Trung và phía Bắc trên đường B Suất Ký. Trước kia thì gộp lại với hai bến xe nhỏ là Nguyễn Cư Trinh đi lộ trình Cao Nguyên và Nguyễn Thái Học đi Long Hải, Vũng Tàu, Phan Thiết. Rồi sau đó vài năm chuyển về bến xe Văn Thánh và cuối cùng yên vị tại bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh hiện nay. Nhưng nghe đâu hai bến xe này sẽ phải rời xa xã Tân Túc, huyện Bình Chánh và Suối Tiên, quận 9
để có diện tích rộng hơn, đáp ứng được cho nhu cầu ngày càng tăng. Trẻ thiếu sót nếu không nhắc đến bến xe An Sương. Bến này đúng ra là xe đi Tây Ninh, Bình Phước, Bù Đăng, Bù Đớp, vùng Tây Trường Sơn, nhưng cũng có xe đi vài tỉnh thành khác của ba miền, do hai bến xe miền Đông và miền Tây nhỏ hẹp. Ai cũng có kỷ niệm lần đầu tiên đi xe đò, mỗi chuyến xe chuyên chở nỗi hoài niệm riêng. Có người nhớ chuyện tiền vé như nhà văn Sơn Nam, có người lòng phơi phới nhìn thấy phong cảnh đồng lúa xanh tươi chạy dài bên quốc lộ như tôi, cũng có người nhớ mùi mồ hôi, mùi xăng dầu giữa cái nắng gió miền Trung, nhớ bến bãi ồn ào ý ới ngày xưa, và cũng có người tuổi đời chồng chất nhớ cảnh xuống xe qua cầu xe lửa Bến Lức, Tân An, thở xa lắc, xa lơ.